Này, về với đầm đá bonsai thì bonsai Đinh Vượng đang cảm thấy ở trên sân này có mấy tác phẩm đang rất thuyết phục, có nhiều cái điểm nhấn để chia sẻ với quý vị. Đó là tác phẩm Ngũ Phúc Sinh Tài, nhà vườn đầm đá bonsai. Cây kết hợp với đá, nhiều cái cách làm chân bệ rất hầm hố, rất khác biệt. Thì bonsai Đinh Vượng sẽ review kỹ cái tác phẩm này cho quý vị chúng ta tham quan, bởi vì nó có nhiều cái điểm rất lạ và nét nhiều cái nét khó. Chính vì vậy bonsai Đinh Vượng muốn chia sẻ với quý vị kỹ hơn về cái tác phẩm này. Xem về cái nét đá đây, các bạn quan sát từ phía dưới quan sát lên. Đấy, bỏ cái biển hiệu ra này, xem cái góc này rất là tạo cái hàm ếch rất sâu. Úi dồi, và chiến thần chạy luôn vào trong này, và như hướng to tướng. Cái đòn rất to, tay cành rụt rịt, làm kỵ cắt giật. Cách hóa giải tạo tác của những cây này nhiều cái mà phải đáng nể và đáng học hỏi quý vị ạ. Cách thợ họ làm. Và trên này này, nay mai trên này là kết tảng thành cái điểm dị này, tạo thành cái tảng lưu hóa ở trên này, kinh điển nữa nha quý vị nhé. Đấy, bây giờ quý vị xem trên này. Đấy, này mai cái chỗ đấy nó thành cái điểm hóa. Đấy, cái chân nhỏ nhỏ dưới lên là phình to, là cảm giác như là cái cây cổ nó làm nó hóa cái tạc. Cách làm cái bộ tay này rất là phê thì quý vị ạ. Nó làm là tay bông rằm kỹ kìa. Cái thân này này, già nó chun ở tận đây này. Cách làm dăm của đầm đá rất hay đấy quý vị ạ. Cắt giật cứ rích rác. Nó làm rất kỹ cái bộ tay này, rích rác từ trong ra ngoài. Chứ nhiều khi anh em cứ uốn xong cái rẽ một phát thẳng ra, xong bắt đầu ngoài mới cắt giật, thì bao giờ nó cũng có bị ở trong thì trơn mà ngoài thì rụt rịt. Nhưng đây nó cứ rụt rịt từ trong ra ngoài. Nó tạo cái độ kết nối từ trong ra ngoài rất là... Phải nói là làm kỹ, làm như vậy là kỹ đấy. Rất ấn tượng. Ôi dồi, cái điểm tay kìa, mình thấy chưa, nó khô khuệch khó chịu ghê đấy. Ôi, góc này đẹp lắm quý vị ạ. Đấy, cái này mà tối mà cứ uống ngồi dưới này mà uống trà mà ngó ngược lên kiểu như ngắm trăng ngắm cây thì phê lắm. Đấy, thế nhiều khi cứ chiều mát hoặc là buổi tối thư thái ra ngồi dưới gốc cây ngắm cây phê lắm quý vị ạ. Rồi, nhìn như thế này thì rất phê. Góc này cực kỳ đẹp, thêm cái lâu trà. Giờ đi ra ngắm mặt chính diện, ngắm trên xuống, ngắm dưới lên. Nhìn thấy bộ dăm này làm rích rắc, khoái ngắm. Cái sắp xếp về bố cục của cây lâm thân.
Cái thứ hai là bonsai Ninh Vượng cũng đang để ý đến, đó là tác phẩm Ngũ Long Hạ Sơn. Rất sâu cây. Toàn những cây đồ già đồ xịn. Lấy cây của đầm đá mà là ngắm từ dưới ngắm lên cây nào cũng đẹp, bởi vì họ cách làm tay canh và bóng rằm, đường nét chạy thoáng. Nếu khi mà các bạn làm một cái bộ bóng tay đẹp ấy, thì các bạn rất thích ngắm cái đường nét kỹ của nó, xem về chi tiết. Còn nếu mà làm mà tay canh mà không kỹ thì chỉ muốn ngắm bóng thôi, đứng xa xa nhìn thôi. Nhưng mà khi mà làm tay canh kỹ thì đứng gần soi kỹ thì càng ngắm càng đẹp, bởi vì nó nhiều cái nét đẹp, họ cắt giật rụt rịt kỹ đấy. Soi này thì ai là thích. Chỉ vì vậy anh em cứ làm kỹ kỹ một chút đi thì sẽ được càng ngắm càng kỹ thì càng sướng. Còn nếu mà không thì cứ đứng xa xa ngắm bóng thôi, nhưng mà đến gần mà soi kỹ cái thì nó lại thô lắm, lại không thích. Nhưng mà đồ mà làm kỹ đến gần soi nó phê. Xong đi sửa kết tàng thôi nhỉ, không khả năng là nằm trong cái chậu à? Kéo ra dựng thành một cái thành dựng đứng. Soi kỹ cái nét tay của đầm đá làm rất phiêu, nét nó cổ thụ tự nhiên, nhìn là nét rất là cổ thụ. Đấy, già chun. Nếu vừa rồi là bonsai Ninh Vượng chia sẻ cho quý vị tham quan hai cái tác phẩm to và đặt ở cái sân trên này. Còn phía bên cạnh thì những cây nhỏ nhỏ xung quanh. Nhưng bonsai Ninh Vượng cực kỳ ấn tượng một cái tác phẩm cây này. Nét bông tàn tự nhiên rất đẹp mà làm rất kỹ.
đấy, cái này bông tan tự nhiên như làm như dăm dúi, cảm giác cứ như đứng xa cứ tưởng như cây dúi, cái dăm nó gai rút đi từ trong ra ngoài, nhưng đến nó là cây xanh nha quý vị nhé, cây xanh rất già, già lắm. Đấy, như nhìn vào cái bộ dằm cái này mà phê nó bông tự nhiên nhưng nó lại gai mà rút rịt từ trong ra ngoài, cho thấy là cái cây này làm bông dằm rất kỹ, cắt giật ngay từ lúc ban đầu. Quý vị hãy mau mau tới nhà vườn đầm đá để cùng giao lưu và chia sẻ cái tối đam mê quý vị nhé. Cùng Bonsai Lĩnh Vực cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn video tiếp theo.